Restart, close, then restart server. Chứ như nó từ lọt một vinh nó phải là server restart complete. Ok, nhưng tôi cài chấp làm cái này. Tớ server. Chẳng nhầm bạn install service ADDS Reproy ấy. Nhầm bạn install DNS server Reproy ấy. Chẳng nhầm phơ ca promote. Promote AD với nhóm. Promote server nhầm khai chia domain controller. Yep. Okay, nó phải để reboot start mà hai chẳng dùng mơ nhà tiền thì đồng bây dân phục cảm promote AD domain controller bây giờ. Ok, nhầm right click là nhà tiền thì nhầm dục kiếp promote the server to domain controller. À chẳng server bởi nhầm chia new forest để nhầm cắt mày chia new forest muốn nhầm select nhớ bị new forest. Không phải load. Okay, select new forest. Đã nhầm domain name nhầm việt nhầm tăng cho một chiếc demo.com thì nhầm select click next. Chẳng xong rap forest functional level domain functional level nhầm link vô Windows Server 2016 này hay. Nhưng đã password xâm rạp restore mode mà không. Ok, click next. Ok, next. Ở trong vì chập đàm tôi cả verify network on ném nếp bèo ném viện nó sẽ lệch chia demo. Ok, next. Click next. Keep default path. Yeah, I review. Ok, nhưng mà this chẳng dừng ai export a PowerShell script dùm mấy rồi dừng chọn run lưu power server dừng chọn tàn lạc, dừng chọn promote server được tạm comment. Ok, nhưng click next. À, tạo ra local administrator set nhóm ai tới chết local administrator ta. Alert mình đã xài mà nhầm phải chung một user dễ gì dễ nhầm mặt bạn enable administrator account đấy. Ok, chẳng nhầm skip này nhầm nâng enable local administrator hay nhầm lọc mà đón đi bên. Ok, before at and about there.
Okay. Administrator password. Okay, chẳng dừng chập tâm thuộc cao phần mô tỏ tiết để ra mình dừng trở lại hỏi mình skip tâm này tiết. Ok, demo.com. Này này sang dân dân chấp bật vào cái install installation progress. Okay, success reboot. Login tới chia domain controller domain tới chia demo.com. Thank you.
chẳng chẳng chấp đam verify thằng nào cái ok mình chỉ bắt chỗ về start up chỗ về load mà nhưng mà còn gì tờ đối xa internet connection nhưng bị slow browser nè ok nè domain bây giờ demo.com mình controller nhưng config DNS xuống nó hơi DNS chẳng DNS mình đây chơi về alert màu nè integrate chỉ mỗi domain dân mà sao chẳng nhầm create reverse lookup soon right click new soon next nhầm create primary chỉ primary variable domain controller nhầm to all DNS run domain controller in the forest IPv4 10.128.0 Nick hello only secure dynamic update finish okay song bad 128.0. Okay. Okay. Thế giờ anh lục ạ mở. Sorry nhưng create pointer vậy mà new pointer browse forward lookup soon domain vậy mà nè họ ok ok complete chẳng video crawl nhưng nâng do client join chỉ mùi domain nhưng nâng thuốc ca đầm lạng certificate server mùi tiến chỉ mùi nâng okay.